Theo thông tin trên mạng xã hội của Trung Quốc thì 3 ngày gần đây đập Tam Hiệp xả lũ lưu lượng 55.000 mét khối trên giây. Theo Xinhua thì 3 ngày gần đây lưu lượng nước vào và ra của đập Tam Hiệp có sự chênh lệch. Mỗi một giây trôi qua đập Tam Hiệp lưu trữ thêm 19.800 mét khối trên giây. Như vậy theo tính toán mỗi một ngày mực nước sẽ dâng lên thêm 2 mét. Video ngày 8 tháng 7 năm 2020 dưới đây cho thấy hạ lưu đập Tam Hiệp đang hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng. Mưa lớn kèm lũ lụt hơn một tháng sẽ làm đê, kè và nền móng các công trình bị ngâm nước, yếu kém và dễ sụp đổ. Tình hình lũ lụt ở Trung Quốc đang rất nghiêm trọng trong khi mưa lớn chưa có dấu hiệu dừng lại.